Đầu năm, tin vui không đợi mà đến với bà Phương Hằng. Hôm ngày 22 tháng 2 vừa qua, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định đưa vụ án bà Nguyễn Phương Hằng ra xét xử phúc thẩm, vào chiều ngày 11 tháng 3 tới đây, mặc dù bà Hằng không kháng cáo. Một luật sư cho biết, mặc dù bà Hằng không kháng cáo, nhưng nếu hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy cần thiết, vẫn có quyền xem xét lại phần hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bà Hằng theo hướng nhẹ hơn. Vì không có người bị hại kháng cáo và viện kiểm sát không kháng nghị yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với bà Hằng. Theo quy định của pháp luật, cấp xét xử phúc thẩm chỉ được áp dụng khi có đơn kháng cáo từ bên có quyền kháng cáo, không áp dụng cho tất cả các vụ án hoặc sự việc. Tuy nhiên, trong trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng thì bà không kháng cáo, nhưng lại tổ chức xử phúc thẩm. Nguyên nhân là các bị cáo cùng vụ với bà Nguyễn Phương Hằng gồm Nguyễn Thị Mai Nhi trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng Lê Thị Thu Hà An viên công ty cổ phần Đại Nam. Huỳnh Công Tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam. Đặng Anh Quân cựu giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với bà Đinh Thị Lan và bà Đặng Thị Hàn Ni đều có kháng cáo xin giảm án. Như vậy, dù bà Hằng dù không kháng cáo, nhưng vẫn được triệu tập ra tòa và khả năng rất cao là bà sẽ được giảm án. Và đây là hình bà Nguyễn Phương Hằng vẫn bị triệu tập đến phiên phúc thẩm dù bà không kháng cáo. Bà Nguyễn Phương Hằng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam ngày 24 tháng 3 năm 2022. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21 tháng 9 năm 2023, bà Hằng bị kết án 3 năm tù giam. Tính đến phiên sơ thẩm, bà đã bị giam 18 tháng. Tính đến phiên phúc thẩm vào ngày 11 tháng 3 tới, bà đã bị giam gần 24 tháng. Như vậy, bà chỉ còn khoảng 12 tháng nữa là mãn hạn tù. Nếu được giảm án thì bà chỉ có thể được giảm không quá một năm, bởi thời gian thực hiện bản án sơ thẩm của bà chỉ còn lại chừng đấy. Về phía chính quyền, nếu họ giảm án cho bà Nguyễn Phương Hằng thì họ sẽ được tiếng là nhân đạo với người dân và thế giới. Vì đã thực hiện chính sách khoan hồng cho bị cáo, có lẽ tội lớn nhất của bà Hằng là dám déo tên ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Suốt năm 2021, bà Hằng livestream bóc phốt từ Lang Băm Võ Hoàng Yên đến giới showbiz rất ầm ý, nhưng chính quyền mặc kệ. Cho đến khi bà nhắc đến tên ông Phan Văn Mãi, thì chỉ hai ngày sau, bà bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam. Tại sao công an thành hồ lại nhanh nhỏ đến thế? Có lẽ, ai cũng hiểu, ai là người cho công an đến bắt bà Hằng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng tuyên bố, Đàm Vĩnh Hưng là vùng cấm. Tuy nhiên, đấy là anh ta tự ảo tưởng, bị căn bệnh ngôi sao làm mờ mắt bà hằng thì chẳng ngán ngại gì cái vùng cấm ấy của đàm vĩnh hưng tuy nhiên vùng cấm thực sự là phan văn mãi chứ không phải đàm vĩnh hưng mặc dù phan văn mãi không bao giờ tuyên bố vùng cấm cho cái tên của mình và đây là hình bà nguyễn phương hằng tại phiên sơ thẩm ông nguyễn phú trọng biết rằng trong đảng của ông có rất nhiều vùng cấm nên ông mới hô hào chống tham nhũng không có vùng cấm thế nhưng muốn biết có vùng cấm hay không thì người dân cần nhìn rõ những gì cộng sản làm chứ không nên nghe những gì họ nói bởi giữa lời nói và việc làm của người cộng sản cách xa nhau một trời một vực không phải ngẫu nhiên mà bà hằng lại được nhiều người quan tâm đến vậy ở xã hội này ai ai cũng muốn ngậm miệng để được yên thân nên khi xuất hiện một nguyễn phương hằng dám bóc phốt những điều xấu xa của xã hội thì người dân ủng hộ họ ủng hộ vì bà nói thay cho họ khi ra tù có lẽ bà hằng sẽ chẳng dám nói những lời ngay thẳng như trước đó Đấy là thành công của Đảng Cộng sản, họ thành công trong việc bịt miệng dân bảo vệ cái xấu đang tồn tại trong chế độ. Các bạn vừa xem bản tin đầu năm, tin vui không đợi mà đến với bà Phương Hằng. Do biên tập viên Mỹ Linh của Thời báo.de trình bày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin lần sau. Mỹ Linh, Thời báo.de